Một tách trà. A cup of tea. A cup of tea. Một ly sữa. A glass of milk. A glass of milk. Một chai nước. A bottle of water. A bottle of water. Một lát bánh mì. A slice of bread. A slice of bread. Một cặp mắt kính. A pair of glasses. A pair of glasses. Một miếng sô cô la. A piece of chocolate. A piece of chocolate. Một đống cát. A pile of sand. A pile of sand. Một đống sách. A pile of books. A pile of books. Một đống quần áo dơ. A pile of dirty clothes. A pile of dirty clothes. Tôi có hai đứa con. I got two children. I have two children. Bà ấy có ba đứa con còn nhỏ. She's got three young children. She has three young children. Tôi phải giặt đồ mỗi ngày. I have to do washing every day. Tôi phải giặt nhiều đồ. I have to do a lot of washing. Bà ấy phải giặt nhiều đồ. She has to do a lot of washing. Sẽ sắp làm một việc gì đó. I'm going to cộng với động từ hoặc I'm gonna do. I'm gonna. I'm gonna cộng với động từ. Bà ấy sẽ giặt đống quần áo này trong loại bột giặt Fizz mới. She's going to wash this pile of clothes in new Fizz detergent. She's going to wash this pile of clothes in new Fizz detergent. Hoặc, she's gonna wash this pile of clothes in new Fizz detergent. She's gonna wash this pile of clothes in new Fizz detergent. Pha trà. Make tea. Pha cà phê. Make coffee. Pha cho tôi một tách trà. Make me a cup of tea. Pha cho tôi một tách cà phê. Make me a cup of coffee. Nhưng make water có nghĩa là piss. Cái ghế này cũ, đưa tôi cái khác. This chair is old. Give me another one. Give me another one. Tôi đang tìm một căn hộ khác để thuê. Căn này quá nhỏ. I'm looking for another apartment to rent. This one is too small. I'm looking for another apartment to rent. This one is too small. Anh ấy đã yêu một người phụ nữ khác, phải không? Does he love another woman?
Does he love another woman? Ngôi nhà này to hơn những ngôi nhà khác ở nơi đây. This house is bigger than the other ones here. This house is bigger than the other ones here. Tôi đang sống với hai người bạn khác. I'm living with two other friends. I'm living with two other friends. Chiếc xe này cũ, chiếc kia mới hơn. This car is old, the other is newer. This car is old, the other is newer. Well known, famous. Nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Anh nghĩ gì về ông ấy? What do you think about him? What do you think about him? What do you think about him? Không nói. Anh nghĩ như thế nào về ông ấy? How do you think about him? Nhưng ta có thể nói. Anh nghĩ ông ấy như thế nào? How do you think he is? Hoặc, what do you think he's like?